Một vụ xả súng tại cơ sở y tế ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ ngày 3 tháng 5 khiến 5 phụ nữ thương vong. Nghi phạm Dan Patterson, 24 tuổi, cựu thành viên của lực lượng tuần duyên Mỹ. Brett, theo Reuters, một vụ xả súng tại cơ sở y tế ở trung tâm thành phố Atlanta của bang Georgia, Mỹ ngày 3 tháng 5 đã khiến một phụ nữ 39 tuổi thiệt mạng và 4 phụ nữ khác bị thương. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã cướp một chiếc xe hơi để chạy trốn. Nghi phạm được xác định là Dan Patterson, 24 tuổi, cựu thành viên của lực lượng tuần duyên Mỹ. Cảnh sát trưởng Darin Skiebam của Atlanta cho biết trong một cuộc họp báo rằng vụ việc xảy ra tại trung tâm y tế Northside Medical vào lúc 12:30 ngày 3 tháng 5 giờ địa phương. Ông Skiebam cho biết khẩu súng được nghi phạm sử dụng trong vụ xả súng vẫn chưa được tìm thấy và Patterson đang được xem là đối tượng có vũ trang và nguy hiểm. Toàn bộ 5 nạn nhân trong vụ xả súng đều là phụ nữ nằm trong độ tuổi từ 25 đến 71. Cảnh sát trưởng Skiebam cho biết còn quá sớm để xác định xem các nạn nhân có phải là mục tiêu có chú ý của nghi phạm hay chỉ là nhân viên hoặc bệnh nhân. Ông Skiebam cũng nói tay súng đã đến trung tâm y tế cùng với mẹ của mình, nhưng bà không bị thương trong vụ việc. Brett, theo ông Skiebam, sau khi xả súng điên cuồng, nghi phạm đã cướp xe của một người lái xe gần đó để chạy trốn khỏi hiện trường. Chiếc xe đó sau đó đã được tìm thấy. Cảnh sát trưởng Skiebam yêu cầu người dân giúp đỡ trong việc tìm ra nghi phạm nhưng cũng cảnh báo rằng người dân không nên đến gần tay súng. Cảnh sát Atlanta đã đăng 4 bức ảnh của nghi phạm lên Twitter. Các bức ảnh cho thấy một người đàn ông đeo khẩu trang che mặt và mũi, mặc áo nỉ và mang một chiếc ba lô màu nâu. Đến sáng mùng 4 tháng 5 giờ Việt Nam, cảnh sát quận Cobb ở phía bắc Atlanta thông báo trên Twitter rằng nghi phạm đã bị bắt. Brett, 4 phụ nữ bị thương đã được đưa đến bệnh viện Grady Memorial. Giám đốc y tế Robert Johnson của bệnh viện cho biết trong một cuộc họp báo rằng 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và đang được phẫu thuật trong khi nạn nhân thứ tư đang được điều trị trong phòng cấp cứu. Cảnh sát trưởng Skiebam nói họ đang chiến đấu giành lại mạng sống của mình. Brett, thị trưởng Andre Dickens của Atlanta đã khuyên người dân trong khu vực nên trú ẩn tại chỗ trong thời gian xảy ra vụ xả súng và cảnh sát đã phong tỏa một số đường phố. Học khu Atlanta cho biết một số trường học trong khu vực sẽ đóng cửa với người bên ngoài để đề phòng.